Alo. Alo. Các bạn có nghe nghe được không? Không biết là mình có ai nghe được không ta? Có ai nghe được thì thông báo là nghe được ha. Thì tôi sẽ nói một chút. Nghe được không? Nghe được không? Chào chào quý vị. Hỏi nghe được không thôi à. Các bạn có nghe được không? À nghe rồi ha. Thì bây giờ là cũng khoảng ngàn mấy người coi rồi đó. Thì thứ nhất á là người ta đồn là ông Khanh này ông bị cái gì nặng lắm. Sau đó, lâu quá không thấy ông đi live stream ha. Live stream rồi nhiều khi tôi nhắn tin rồi người ta cũng không tin, tao nói ông Khanh này ông bị gì á. Rồi cũng tùm la hết ha. Thật sự ra là tôi không có bị gì đó. Cũng là thứ nhất là nó quá sức lu bu đi. Quá sức lu bu đi, một ngày phải trả lời có 500 cái tin nhắn. Thứ hai là bây giờ nó có nhiều việc quá mà các bạn thì lại nhắn tin qua cái điện thoại á, mà cái điện thoại tôi là cái điện thoại của bắp này nè, tôi không có thói quen xài cái điện thoại thông minh, tôi xài iPad thôi, thành ra tôi không nhắn tin lại được tại nó dài quá mà mình quá lu bu đi. Rồi sau đó được gọi thì tôi cũng bây giờ tôi nghe nữa. Nhiều việc lắm ha. Rồi giữ mấy cái nhóm cái group gì đó rồi Messenger sau này nó cũng kỳ, nó cho trả lời chút xíu thôi là nó chỉ nhận được, nó không trả lời được. À, nhưng mà đa số thì bây giờ mọi người thì hay nhắn vô trong cái fanpage á, có hai cái fanpage là Trương Vũ Khanh với là Học Sĩ Nhi Đồng. Học Sĩ Nhi Đồng làm lâu rồi à, Trương Vũ Khanh là để mà trả lời được Covid á, nhưng mà họ cũng nhắn hỏi lộn xộn hết. Cho nên bữa nay làm live stream ha, cho chúng ta biết được là cái tình hình nó như thế nào và mình sắp tới mình đi đi tới đâu, đúng không, đi tới đâu à, với lại thông báo là tôi cũng bình thường à. Bình thường, sức khỏe nó bình thường thì bản chất của tôi thì khỏe mạnh từ hồi nhỏ rồi, khỏe mạnh và lanh lẹ từ hồi nhỏ rồi, chứ mà gì ha, rất là nhanh trí. Thì thôi dành cho ta bàn nha, là bàn lung tung ha. Thứ nhất á, mình đang ở đâu thì mình đang ở cái đỉnh cao của dịch á, đỉnh cao của dịch ha. Và cái đỉnh cao này nó kéo dài tới đâu thì đâu biết được, được. Nó tùy thuộc vào cái khả năng phủ vaccine, điều đó khá là quan trọng, khá là quan trọng. Thì bây giờ mình nhìn chung này đi thì mình thấy là Thành phố Hồ Chí Minh là đứng số 1 ha, khỏi nói ha, cho nó Bình Dương. Nhưng mà hy vọng là những cái tỉnh mà miền Tây hoặc là tỉnh miền Trung á, đã thấy rồi ha, đã thấy Thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương rồi thì mình phòng thủ cho nó tốt một chút, rồi song song đó thì chúng ta nhập vaccine về đó. Nhập vaccine về đó để mà mình phủ cho tốt, thì lúc đó rồi cộng thêm với lại mình xét nghiệm nhanh rồi mình giãn cách đúng ha, mình giãn cách đúng đó, vaccine xét nghiệm nhanh giãn cách đúng, giờ này nó quyết định tới thành bại. Tại vì khi trong cái thời gian mình giãn cách đúng á, nó không lây thêm mà mình vaccine nhanh á, thì mới hòa nhập được. À, thì như vậy đó thì chúng ta sẽ biết mình đang ở đâu. À, bây giờ tôi sẽ bàn từng cái mục một. Thứ nhất là cái con virus này nè, các bạn mà có đọc có nghe cái gì đó thì kệ mồ nó, hết rồi, tận cùng bằng số rồi nha, đừng có đọc thêm cái biến thể lambda, cái con khỉ khô gì làm cái gì hết á, tới đây nó tận cùng bằng số rồi, nó lây có lây thêm nữa là nó cũng lây bằng cúng thôi. Nên bây giờ nó đây cũng dữ lắm á, theo tôi thấy là chỉ cần nói chuyện thôi là nó văng virus ra đó, nói chuyện thôi đó là nó văng virus ra đó. Hồi xưa là mình thở chứ quên, thở là có thể văng virus ra đó. Cho nên mình đa số cái người bệnh mà mang khẩu trang tốt á, thì nó sẽ ít văng virus ra hơn à, lại đương nhiên 5K. Cho nên mình đừng có suy nghĩ nhiều quá về con virus này, tại sao nó lây vậy, lây vậy là đúng rồi, phải tất yếu nó phải lây vậy, nó lây vậy thì nó mới hết lây, lây cho tất cả mọi người luôn, nếu mình không bắt chích vaccine thì nó mới hết lây à. Thứ hai là giờ nó có hại gì nhiều không, nó có làm gì ghê gớm không, thì nó vẫn ghê gớm như hồi xưa giờ nha, vẫn ghê gớm như hồi xưa giờ, có nghĩa là nó sẽ quấn vô cái người mà yếu tố nguy cơ nha, sẽ quấn vô cái người yếu tố nguy cơ, nó rất là quan trọng. Thành ra mình phải bảo vệ những cái người đó, ví dụ trong gia đình mình có những người đó phải tích cực khuyên họ đi chích ngừa, tại bây giờ không kịp đâu, không có chích ngừa thì không có bao giờ mà mình
làm sao mình cách ly cái người đó cho tốt được. Rất khó, tại vì người trẻ thì đi lung tung, rất là khó cách ly cái người đó, khó lắm. Cho nên chỉ có cách là chích ngừa cho những người đó thôi, ít nhất phải một mũi. Thứ ba là bây giờ mình có chưa chích ngừa được thì làm gì? Thì lẽ đương nhiên là nó vẫn 5K thôi, nó hạn chế ra ngoài thôi đó. Rồi cái người đi ra ngoài phải mang khẩu trang, rửa tay, rồi tất cả chúng ta cùng chích ngừa ha. Và khi bệnh thì mình làm cái gì đó, mình phải lên kế hoạch hết. Các bạn lên kế hoạch hết, đặc biệt là những cái tỉnh còn vắng á, thì mình đừng có lơ là nha, mình đừng có lơ là, tại nó ghê lắm, nó đã tới nó quánh một phát là nó tẹt be hết luôn á. Mà tôi thấy cái cảnh mà chích ngừa ở Bình Dương ớn quá ha. Chích ngừa nó phải đâu đâu đó rõ ràng, chích ngừa xét nghiệm Bình Dương nhìn thấy ớn quá, cuối cùng lên 3 ngày mấy ngàn, đúng rồi ha. Tại cái chỗ xét nghiệm là cái chỗ lây lắm, tại thở ra là móc cái gì đó. Đó thì cái đó là mình chưa ý dùng cái đó nha. Bây giờ thứ nhất tôi nói luôn là nếu mà mình là F0 tại nhà đó, đừng có suy nghĩ nhiều lắm nha. Tại suy nghĩ nó cũng trả ra được cái gì nha. Đừng có đọc nhiều lắm, tại vì đọc các bạn cũng không có được cái gì hết. Các bạn có tưởng tượng là nếu mình không làm xét nghiệm thì mình làm cái gì đó, thì nghĩ vậy đó. Nếu mình không làm xét nghiệm thì mình làm cái gì đó. Nếu mình không làm xét nghiệm nếu mình không, một các bạn nói nhỏ hả, nếu mà mình không làm xét nghiệm thì mình cũng sẽ trải qua thôi, đúng không? Và mình cũng sẽ phòng ngừa cho bản thân mình, phòng ngừa cho gia đình mình, thế thôi. Cho nên khi mình làm xét nghiệm mà không may nó dương á, thì mình phải chuẩn bị tư thế như vậy. Nếu trong gia đình mình không có ai mà có yếu tố nguy cơ thì hết sức bình tĩnh, bởi vì nó sẽ hết, đa số là nó sẽ hết. Ngoại trừ trường hợp mình sống trong cái môi trường mà nó quá sức tù túng, nó chật hẹp quá đi, thì nó sẽ tăng thêm cái khả năng bội nhiễm, chứ còn đa số là nó vẫn ổn. Còn nếu mình có cái người nguy cơ, ví dụ như cân nó mức béo phì, trên 65 tuổi, bệnh nền mà không có ổn định, chứ còn bệnh nền ổn định thì không có đến nỗi lắm. Ủa mà các bạn có nghe rõ không? Tôi nói cũng dữ lắm á. Sao nghe rõ chưa? Chắc là nghe rồi chứ, tại vì tới đây là maximum rồi nha. Đó thì tôi kéo gần lại cho nó nghe rõ chút đi. Đó thì thứ nhất á là mình phải bình tĩnh ha, phải bình tĩnh. Mình sẽ đón nhận nó trong vòng từ 7 tới 10 ngày. Có một số người sau đó có khả năng là sẽ ho thêm một tuần nữa ha. Có khả năng là sẽ ho thêm một tuần nữa, thế thôi nha. Bây giờ á mình bị á, lên kế hoạch rõ ràng, uống nước nhiều, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, ha, chịu khó vận động đều, đó, chịu khó vận động đều. Yếu tố tinh thần của mình vô cùng quan trọng. Cho tới hiện nay đó, tôi thấy cái tỷ lệ người mà mất bình tĩnh đó, khá là nhiều, ha, cái người mất bình tĩnh là khá là nhiều. Đó. Nếu mình mất bình tĩnh mình sẽ không làm được gì hết nha. Tại sao hồi xưa mình bị cảm, mình bị tỉnh, mà bây giờ nó cũng giống như cảm thôi, mà mình lại mất bình tĩnh là không nên. Có những người sốt rất là cao, nhưng cũng có những người sốt rất là ít. Có những người đau bụng nhiều, nhưng có những người không đau bụng. Có những người cảm thấy mệt mỏi, có những người không cảm thấy gì hết. Có những người thở vô hơi tức ngực, nhưng có những người thở bình thường. Đó thì mình phải đón nhận cái đó. Nếu mình hít vô mà mình thấy tức ngực á, mình là người trẻ đó, coi chừng là do cái đầu chứ không phải là do cái phổi nha. Đầu do cái phổi đó, thì mình phải hít sâu vô thật, hít từ từ thôi nha, thở ra thì từ từ mình làm vậy khoảng 15 20 lần á, thì nó sẽ chấn tĩnh trở lại thôi.
không có gì để làm lo hết. Nếu mình sốt thì vẫn có thể uống thuốc sốt, nếu mà nhức đầu vẫn có thể uống thuốc nhức đầu, nếu mà mình ho mình vẫn có thể uống thuốc ho. Nếu mình tiêu chảy, thật ra thì cái tiêu chảy của cái con Covid này nó không đáng ngại bằng ăn bậy, không đáng ngại bằng à, không có đáng ngại bằng bậy. Cái đau bụng của nó cũng không đáng ngại bằng những cái đau khác. Nhức đầu của nó không thể bằng đau răng, đau nhức của nó không thể bằng đau răng hay là mọc răng, không thể bằng đâu, không thể bằng đâu. Chẳng qua đừng quá lo thôi, mình tưởng tượng tới nó là khi nó nhức đầu thì nó ảnh hưởng tới não, nó đau bụng thì ảnh hưởng tới ruột, ho thì ảnh hưởng tới phổi. Không phải, tất cả nó nằm ở chỗ này hết, và do cái cơ thể của mình muốn chống lại nó thì phải sản xuất ra những cái chất, những cái chất đó làm cho mình sốt, những cái chất đó làm cho mình nhức đầu. Những cái biện pháp ho đó là để đẩy cái con virus ra à, và cái tỷ lệ mà xuống dưới phổi tỷ lệ rất là thấp, người ta tính rồi khoảng 5% mới cần oxy thôi à, cần oxy thôi đó. Nhưng tại sao mình thấy chết nhiều là tại vì dồn cục lại à, tại dồn cục lại có nghĩa là nhiều người bệnh quá đi thì trong đó chắc chắn là có người nguy cơ cao à, chắc chắn là người nguy cơ cao. Mà nguy cơ cao thì nó phải có bệnh nặng, mà bệnh nặng mà quá tải thì nó sẽ tử vong. Điều đó là mình không muốn nhưng mà rất là khó tránh, rất khó tránh thì mình không có bàn cái đó sâu được nha. Tại cái đó nó nhiều vấn đề lắm, không bàn sâu được. Để đương nhiên mình cố gắng làm sao á, cố gắng làm sao mình chữa cho nó hết, cứu được nhiều người nhất. Bây giờ tôi sẽ nói về vấn đề thuốc gì nha, thuốc gì các bạn phải cần. Thứ nhất á, trong cái bệnh Covid này đó, thuốc sốt là đã đương nhiên phải xài rồi nha. Thuốc ho là mình cũng phải xài. Tuy nhiên thuốc ho thì nó có 3-4 nhóm. Theo tôi thì các bạn có thể mua cái thuốc ho của Đông Dược cũng được, tại vì nó không có gây ngủ nhiều ha. Hoặc là mình mua cái thuốc ho con nít mình uống ha. Ví dụ cái siro con nít mình uống thì nó an toàn hơn. Nhưng nếu mình hiểu biết về cái thuốc ho thì mình có thể uống thuốc ho bình thường ha. Đó. Nhưng có một cái là nó rất, rất dễ đau đầu. Nó đau đầu làm cho mình lo chúng cái gì đó, thì mình sẽ mua thêm cái thuốc ibuprofen, là cái loại nó cũng là thuốc sốt thôi nhưng mà nó đau đầu tốt hơn ha. Mình uống thuốc sốt này không được, thí dụ mình nhất mình sốt nhiều thì mình uống paracetamol, nhưng mà vừa sốt vừa đau đầu thì mình uống ibuprofen đó. Thì hai cái đó là mình phải xài. Còn cái thuốc siro thì tôi hay khuyên là thuốc con nít á, siro Aztec, siro Ban, siro Teralen gì đó cũng được hết nha. Cái đó là cái nhóm thứ nhất mình phải chuẩn bị. Thứ hai là thuốc ngủ, tại vì tôi biết là đa số những người đó là không ngủ được, ngủ được rất là khó ngủ, thì mình không cần phải mua một cái thuốc ngủ gì đặc biệt đâu nha. Thuốc ngủ lành tính thôi, ví dụ như là mình mua cái thuốc ngủ mà lại thảo dược người ta đóng thành á, mà cái này tôi xài hoài à, tôi xài hoài à. Tại vì công tác mà tôi không ngủ được sau là tôi sẽ mua cái thuốc này tôi uống để ngày mai còn làm việc được nha. Chứ còn mình ngày mai mình cực gù nói nhiều khi mình nói lộn xộn tùm lum hết, thì tôi uống Mimosa hay Rotunda nha. Và thẳng nó cũng có cái loại là melatonin, mà nó cái loại mà để cho mấy người mà đi lạch giờ á, đi ra nước ngoài lạch giờ nó uống giờ nó uống đó. Thì cái đó là cái thứ ba. Cái nữa đó là mấy cái thuốc đau bụng tiêu chảy. Đau bụng tiêu chảy thường thường thì không có ai mà đau bụng mà tới mức mà khó chịu đâu, chịu được hết à. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì mình thấy mình Covid mình thấy lạ. Thật sự ra thì cái con mà coronavirus nó cũng nằm đau bụng tiêu chảy con người đó, nhưng mà hồi trước mình có bị con đó thì mình cũng chả để ý gì. Nhưng mà tự nhiên tại sao bây giờ mình bị, tự nhiên mình cứ tối ngày mình nghĩ là nó bị cái này xong nó tấn công vô cái kia, thì nó tại cho chính là do mình suy nghĩ thôi. Chứ còn thật sự cái đau bụng nó làm khó chịu, cái tiêu chảy làm khó chịu tỷ lệ rất là thấp, cho nên mình bình tĩnh, mình cũng có thể xài suốt sống co thắt hay là thuốc tiêu chảy hồi xưa giờ mình xài đó là cái thứ ba. Là cái thứ tư là mình có thể tìm kháng sinh hay không, có thể xài kháng đông hay không, xài kháng viêm hay không. Thì tất cả những cái này á, các bạn nên tìm một người bác sĩ thân với mình nha, chứ đừng có lên mạng nha. Các bạn đều có một bác sĩ thân hết, tôi nghĩ là như vậy, thì người ta sẽ chỉ cho mình cách xài và khi nào xài nha. Chứ còn mình ôm nguyên cái toa này, mình quất vô người này, quất vô người kia, nó không chính xác đâu. Tại vì cái tỷ lệ mà người cần xài cái đó không có nhiều. Cần xài cái loại đó không có nhiều, mình đang hết sức bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn biết cái quá trình mà cô bị bệnh ha, quá trình cô bị bệnh.
thì tôi chưa có bệnh tôi không biết, nhưng mà tại vì một ngày á, tôi chắc tôi cũng tiếp xúc trên mạng với lại là cũng phải là vài trăm người á, vài trăm người bệnh á, mô tả đã lắm. Bây giờ tôi thí dụ nha, có một số người á thì trước đó người ta rêm rêm sốt ha, người ta rêm rêm sốt, người ta mệt mỏi, sau đó ta hết, nhưng mà xét nghiệm lại thì người ta vô ha. Còn ta nếu mà ta bình tĩnh á thì hết luôn, hết luôn. Bây giờ có một số người á thì nó nhức mỏi đồ dữ lắm, sốt rất là cao và thậm chí là sốt lạnh run luôn, uống thuốc vô hết thuốc sốt lại liền ha, sốt lại liền đó. Thì cái đó người đó thì nó thường nó sốt khoảng chừng 3 5 7 ngày rồi, có nhiều sốt nhiều hơn nữa, cả chục ngày luôn nó mới hết. Thì nó sẽ giống như là một cái người mà bị cảm nặng vậy đó. Kiểu ho, ho thì thường thường nó không ho nhiều lắm, nhưng mà nó cảm giác cho mình rất là lo lắng khi mình ho, nó hơi tức ngực. Tại vì sao? Nó là một cái loại virus mới mà nó sẽ làm ho cho mình, ho như là ho mà nặng ngực vậy đó, ho nặng ngực vậy đó. Thì các bạn hết sức bình tĩnh nha. Nếu mình có SpO2 mình đo bình thường thì chắc chắn cái này nó là một hiện tượng của một cái con virus cảm mà nó làm cho mình kích ứng ho rất là nhiều. Tại vì sao? Khi mà mình cảm thông thường á là mình quen với con virus rồi, mình không cần đẩy nó ra, không cần đẩy ra. Nhưng mà nếu mà cái con này lạ là mình sẽ cố gắng mình tống hết cái con này ra ngoài. Thì thành ra mình ho 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 rất là dữ, ho rất là dữ, có khi làm mình rất là khó chịu, rất là khó chịu đó. Nhưng mà đặc biệt nữa là có một số người hết rồi nha mà nó vẫn ho, nó vẫn ho như là thắt họng vậy đó. Nhưng nếu mình cố gắng ho đó là mình sẽ mệt thêm. Mình bắt mắt ho, mình hít thở thật là đều và không cần hít sâu nha. Có một số người khi mà tôi chỉ thực tập thở thì là tập tập sai luôn, người hít vậy chi nó vừa đủ vô sâu á là mình thở ra, rồi cái nhịp hai mình cái sâu dần chứ mình cố gắng hít một lần vô mà nó cũng sâu, sâu mệt dữ à, mệt là phải rồi, mình hít tầm đó thôi, đừng 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 đừng, đừng có hít tới cái mức mà nó quá sức ha. Đó thì nếu mình kích thích ho sau đó, có những người ho rất là lâu cả tuần lễ, cũng giống như là hồi xưa giờ mình cảm có những lúc mình ho lâu lắm. Tôi là cơ địa sưởi á, là mỗi lần tôi bị cảm á, là tôi ho nhiều khi cả nửa tháng mới hết, thì xuyển là nó ho lâu lắm. Thì như vậy thì mình hình dung là mình có nhiều cái giai đoạn bệnh khác nhau nha, khác nhau. Hết rồi mà nó vẫn còn ho đó, có người ho thì tức ngực, có người ho thì thắt họng là do mình nó muốn tống ra nha. Và sau đó thường thường nó có cái giai đoạn là một cái tỷ lệ khoảng chừng mười mấy 20% á là nó mất mùi mất vị ha, mà cũng đều may mắn á là mất mùi mất vị là giai đoạn sau, bắt đầu nó hết rồi, phục rồi đó. Ví dụ hết sốt rồi, hết bớt ho nhiều rồi, thấy cũng khỏe rồi, ủa mà sao tự nhiên là này mất mùi mất vị, chích mồ nó bị gì ta, bị gì để ta ghê quá ta. Thì mình không nên suy nghĩ như vậy, tại vì mình suy nghĩ như vậy á là mình sẽ càng lo lắng thêm. Nè, phải mất mùi mất vị, theo tôi là người nào mà bắt đầu nghe mất mùi vị là mừng đó nha, là bắt đầu nó tới giai đoạn ổn định rồi. Bởi vì mình biết là giai đoạn này là giai đoạn sau. Nè, mất mùi vị thì nó có khó chịu gì, ăn không ngon, mà lúc đó mình hết bệnh á là mình phải cần tẩm bổ lại, nhưng mà lại ăn không ngon, thành ra mình rất là lo lắng, thành ra mình cố gắng làm sao mà mình ăn ha. Nếu mình ăn không được thì phải uống sữa ha, ăn những thức ăn lỏng đó, như vậy thì mình mới mau hồi phục ha, mau hồi phục đó. Như vậy thì mới mau hồi phục được đó. Để mình đừng có tưởng tượng quá mức, đa số các bạn đã tưởng tượng quá mức. Ví dụ như là mình xúc họng tới cái mức mình xúc nhiều quá đi, bắt đầu nó chạy họng luôn ha, chạy họng luôn, nó chạy họng xong một cái là mình khạc ra cái bà đâu có máu, các bạn mình ta chích mồ rồi, nó ngấm vô trong tới đây rồi, trong tới đây nè. Thì cái bạn nếu mà nó chảy máu trong phổi nó kia gớm lắm, chứ không phải khạc ra một hai ba cái miếng đó đâu ha. Thường thường là cái mình có lúc mình đau họng nhiều nó chảy nó cũng khạc ra vậy ha. Đó thì mình đừng có xúc họng nhiều quá. Rồi thì mình nhức đầu, nó kỳ ta nhức đầu nó không giống như người ta, không giống như lần trước. Đúng rồi, tại cái con cảm này cảm mới mà làm sao nó giống như lần trước được. Thứ ba là mình mất ngủ thường là do lo lắng nhiều ha, hoặc là mình nhức đầu quá mình không ngủ được thì mình phải uống thuốc nhức đầu, và cái thuốc ngủ đó mình cứ uống bình thường ha. Còn có một số người nữa là sau khi thấy người nhà mình hết bệnh mà ta sao ngủ nhiều quá mình lại lo sao không ngủ nhiều được, tại vì 3 ngày trước ngủ không được thì giờ phải ngủ bù chứ, đúng không? 3 ngày trước ngủ được thì cho ta ngủ bù chứ. Miễn sao là thấy người ta thở tốt, miễn sao mình đo cái SpO2 mình thấy bình thường thì để cho người ta ngủ, và mình canh làm sao để có cái giờ ăn, có cái giờ ăn á, giờ ăn để cho mình
đủ hồi phục là sức khỏe. Còn ăn đã hồi phục, ăn cái gì cũng được đó, cứ ăn thoải mái, miễn sao đừng có ăn nó không sạch thôi. Chứ mình đừng có suy nghĩ quá về cái này. Mà rất là nhiều người cũng là lạ lắm, lúc bệnh hồi xưa đó thì mình ăn rất là bình thường, cái gì mình cũng ăn hết, nhưng mà tự nhiên sao bây giờ mình lại suy nghĩ là không biết ăn cái món này vô nó có đụng không, không biết uống cái thuốc này vô nó có đụng không. Tất cả nó cũng là bình thường hết từ xưa tới giờ, nếu mình không dị ứng thì mình cứ uống. Thế tại sao phải suy nghĩ là không biết cái con Covid này uống cái này nó có hợp không, không biết con Covid này uống ăn cái này vô nó có hợp không, nó đâu có gì đâu mà không hợp. Thành ra mình ăn uống bình thường giống như là cái chế độ hồi xưa, có cái gì mình ăn cái đó, nhưng mà tẩm bổ càng tốt. Thì không thường cái quy trình như vậy á, là nó tầm khoảng 10 ngày là nó lui. Có người thì 12, người thì 14. Nhưng mà sau đó nếu mà nó có sốt lại á, thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là mình uống ít nước quá, uống ít nước quá, mình vận động ít quá, mình nằm chỗ không à. Thứ hai là mình có thể bội nhiễm. Ví dụ như là mình cảm xong, cũng có người cảm xong là viêm họng đó, đúng không? Viêm họng nó cứ sốt lại, hết sốt cái tự nhiên nó viêm họng sốt lại, thì lúc đó mình phải đau họng. Thì lúc đó mình có thể liên lạc với bác sĩ để mình coi có cần kháng sinh hay không. Thì hiện nay nó có một cái hệ thống mà ở cái vùng đó đó có bác sĩ đó, thì các bạn nên tìm hiểu cái hệ thống đó để mình hỏi bác sĩ, thì nó an toàn hơn nha, an toàn hơn cho mình khi mình sử dụng kháng sinh đó. Thì cái đó là cái quá trình bị như vậy. Bây giờ có một người số người mình bệnh thì mình phải lo hết bệnh chứ, đúng không? Hết bệnh là tới mức độ là khi nào hòa nhập, đúng không? Hết bệnh tới khi nào hòa nhập. Mà cái sự hết bệnh đó nó phải chứng minh là một cái gì đó là mới mừng được. Chứ còn mình nói giờ tôi hết bệnh nó có mừng ha. Thành ra các bạn có thể sử dụng test nhanh, không cần là PCR gì hết. Ngay cả cái test nhanh của mình, ngay cả mình ở nhà mình chữa bằng test nhanh cũng được đó. Tại vì PCR gì rắc rối đó, thì test nhanh làm sao? Test nhanh cái chữ T đó, cái chữ T trong cái test nhanh đó, đậm lợt là nó có giá trị. Nếu mình làm dần biết, ban đầu nó rất là đậm, sau lợt dần biến mất luôn. Mình đã làm nhiều quá tốn tiền, mình quá tốn tiền. Thì bây giờ mình đang bị bệnh đúng không? Xét nghiệm một lần rồi thôi đừng làm như đó. Mình cố gắng mình cảm nhận nó tầm tới ngày thứ 7 á, hoặc là mình tiết kiệm á, mình tầm tới ngày thứ 10 á. Nhưng mà có người ta không để im được, tại người ta thích, người ta được cảm nhận cái cảm nhận được cái hình ảnh nó mờ đi và nó hết. Thì lúc đó cái tinh thần mình nó sung sướng lên, nó cũng hết bệnh chứ. Thì lúc đó mình mới làm xong mình sẽ so sánh hai cái màu đó. Mà cái đó cái cây đó các bạn giữ lại không sao đó, không có lây gì cho ai đó. Tại vì khi mình cắm vô cái đó là con virus nó chết, nó thành cái xác rồi. Mình đưa ra cái đó mình so, hay mình thấy nó mờ hơn. Mờ hơn, vậy là bớt rồi đó. Rồi tới cái ngày đó biến sạch luôn. Mà tôi đã thấy là nhiều nhà biến sạch hết, tất cả là quá là mừng luôn. Biến sạch hết rồi. Còn cái triệu chứng còn lại là vấn đề mình chữa triệu chứng thôi. Nhưng mà có một số người thấy nó đậm, mà sao nó chậm hơn, nó chậm bớt. Nó cũng chả có gì lạ, tại cơ địa mỗi người khác nhau. Quan trọng là cái bề ngoài của mình đã hồi phục rồi, thì cái chuyện mờ chậm, mờ ít, mờ lâu gì đó là kệ mòn nó. Miễn sao nó có mờ một phát, nó biến sạch luôn là coi như là mình hết bệnh. Như vậy thì khi nào mình hòa nhập, khi nào thì hòa nhập. Ví dụ như trong nhà mình có 7-8 người đi, mà có 1-2 người bị đi, thì cái nào nhập? Theo tôi thì khi mà các bạn mờ sạch luôn á, các bạn phải mang khẩu trang đàng hoàng. Tại vì mình mang khẩu trang ít lây ra. 7 ngày sau làm thêm cái 2 cái mà mờ luôn á, hai cái mà mờ luôn á là coi như xong, là coi như chuẩn bị ăn mừng được rồi ha. Có nhiều đồ tủ lạnh mang ra giúp khách, thậm chí uống vài lon bia cũng chả sao ha. Tại lúc đó nó quá là vui rồi ha. Thì cái cách của mình để mình ứng xử với cái đó rất là quan trọng ha. Thì đa số thì cả nhà đều hết, nó sẽ hết từ người này tới người kia ha. Và nếu mình là cả nhà cùng F0 á, thì mình cứ sinh hoạt như bình thường đi ha. Mình lo lắm thì mình mỗi người mang cái khẩu trang thôi, chứ không cần phải cái gì cực kỳ căng thẳng hết á. Và cứ ngủ với lạnh bình thường, chả có gì hết, chả có gì hết. Tại vì người ta nói tới giữ ấm á, là nói tới cái nước ngoài á, giữ ấm á, giữ ấm á. Chứ còn của mình thì nóng chích mồ, mình đừng có nằm 22, 23 độ thôi, mình để khoảng 27 độ rồi mình lấy cho nó thoải mái. Thì cái đó là chúng ta nhớ là cái đó chúng ta. Bây giờ có một cái nguy cơ nào hay không? Có nguy cơ nào không? Cái nguy cơ quan trọng nhất chỉ là những người lớn tuổi mà mình không tiếp cận được với y tế. Không tiếp cận với y tế. Thì mình phải kiếm cách làm sao đó mình tiếp cận với y tế. Tuy nhiên có những người lớn là mạnh hơn người trẻ nha. Tôi thấy có mấy người đó, nghĩa là chả có bị cái gì đó. Chả bị, tôi cũng phải phê à. Nên là cơ địa người ta không có bị nặng. Nhưng mà mình phải chuẩn bị tư thế. Tư thế gì? Thứ nhất là mình mua cái SPO2 thì mình lo.
là mình nên tìm một số cái số liên lạc gọi là ATM oxy, một số bệnh số điện thoại của một số bệnh viện để mình đưa đi đó. Thì mình làm cái gì? Nếu mà cái người đó hết sức là bình thường thì mình đo SpO2 nha, đó mình theo dõi. Và mình nhớ nha, cái người đó phải được chăm dinh dưỡng và nước, tại những người lớn đó ta uống nước ít lắm, người ta không có thói quen uống nước, mà khi khát mới uống, tại người ta mất đi cái cảm giác là bị khát. À, cho nên mình nói là ba ông gì nó uống nước đều đều ở trong nước ra. Dinh dưỡng rất là quan trọng. Nếu mình không ăn được thức ăn đặc thì phải uống sữa, phải ăn sữa chua, ăn những cái gì đó nó nạp năng lượng vô, mà có năng lượng thì mới vượt qua được. Mình theo dõi SpO2, theo dõi cách thở, theo dõi cách nằm. Nếu mình thấy cái người đó tự nhiên đang nằm mà sẽ phải ngồi dậy, thì cái SpO2 nó cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nhưng mà nếu mình cặp vô người đó mình thấy là sao có 8 máy, mình phải cặp vô tay mình, đúng không? Tại vì cái máy nó hư, nó cũng hết pin đó nha, cái đó nó có pin á, mình thổ thủ vài cục pin chứ mình đo đo hồi hết pin nó mờ câm sao được hả? Rồi thì mình theo dõi cái đó. Nhưng nếu một số các bạn thì có một cái ATM oxy, đúng không? ATM oxy rồi có những cái máy tạo oxy, thì tôi khuyên các bạn là tăng oxy lên, đừng có thở cơ đơ khoảng 2-3 lít, 3-4 lít gì đó. Tác dụng đã thở là phải 5 lít trở lên, 5 lít trở lên đó, 5 lít, 7 lít, 10 lít, 15 lít đó, đó. Rồi xong mà có nhiều người cũng thở cũng lạ lắm, ví dụ như mình thở cái xong mình thấy mới thấy vừa lên cái mình dặn xuống không được. Thường thường cái thời gian mà nó thở như vậy á, nhất là mình có cái máy cắm điện mà oxy á, thì mình thời gian vậy nó ít nhất nó phải 12 tiếng. Thế dù mình đã tuột xuống mà thở rồi phải thở 12 tiếng, 2 tiếng bắt đầu mình canh đúng không, thể gì đi mình canh 12 tiếng sau mình đang là 10 lít đúng không? Thì mình giảm xuống 7 lít mình canh. Nha, mình canh. Thì 7 lít mà nó vẫn F22 tốt nghĩa là bắt đầu chịu rồi. Chịu rồi. Nhưng mà tự nhiên nó 7 xuống cái đồng hồ nó vừa mới xuống 7 một hồi cái nó tụt F22 tăng lên mới tiếp ha. Còn nếu mình để xuống 7 vẫn tốt 12 tiếng nữa. Rồi, có lấy xuống 5. Chứ các bạn đừng có dặn tịt làm cái gì? Tại vì không có cần thiết cái đó. Tại vì thở dư nó không có làm cái gì đâu. Nha, thở dư vài tiếng hồ nó không có làm gì hết. Chỉ có hết oxy thôi. Và chúng ta nhớ là khi mình thở oxy mình phải coi cái bình, cái bình nó có cái chỗ mà chế nước vô á, chế nước vô á, mình chế cái nước sạch mình chế vô. Chứ còn nếu mà nó khô quá đó, oxy nó khô quá đó, thì nó khô luôn cái đường thở của mình, nó khô hận luôn. Và nó có đó rất là quan trọng nha, nó quan trọng tại mình thở lâu mà. Còn nếu mình thở ngắn thì nó không cần cái nước đó nha. Thì nếu mình nhìn cái đó xong thì thường thường nó cũng là cái giai đoạn khoảng từ ngày thứ 5, ngày thứ 8. Còn trường hợp mà thở rồi mà nó vẫn xuống thì chắc chắn là mình liên lạc y tế nha. Liên lạc y tế mà trong thời gian liên lạc y tế mình tiếp tục thở và mình nằm xoay tư thế, mà đặc biệt nằm sấp á, nằm sấp là tự nhiên nó lên, nó lăn tăng lên một phần nào. Nhưng mà nếu mà nó không được nữa thì mình phải trở đi nha. Hay là mình kêu một con nằm đó mình trở đi, thì cái đó là cái cách, là những cái dự trù đó nha. Và thậm chí là nếu mà mình có quen với bác sĩ thì có thể người ta sẽ chỉ cho mình thêm xài thuốc kháng viêm nha, xài thuốc kháng sinh, thuốc kháng đông gì đó, nhưng ở đây không có chỉ được nha. Thì thành ra mình phải kiếm một cái người nào đó để mình liên lạc nha. Thì cái đó nó có chỉ định riêng của nó. Thì nếu mình theo dõi như vậy mà cố gắng nó vượt qua cái ngày thứ 10 á, thì đa số mình đã hồi phục nha. Và tôi nói luôn là cái người mà hồi phục lại á, thì sau đó người ta có cái cảm giác là choáng váng nha. Từ đầu người ta mệt quá, người ta không có cảm giác choáng váng được, rồi vã mồ hôi ra, thì lúc đó là thiếu dinh dưỡng, năng lượng không có, bây giờ bắt đầu có nhu cầu rồi, thì lúc đó mình phải bổ sung tẩm bổ vô. Chứ còn nhiều khi đó là có nhiều người hỏi tôi là ủa sao kỹ vậy, ông cụ bớt rồi mà sao tự nhiên bữa nay ông cứ ông choáng váng quá. Tại bây giờ ông cảm nhận được, lúc trước là ông không có cảm nhận nổi những cái choáng váng đó, ông mệt mình đi bì lắm, bây giờ ông cảm nhận được chứng tỏ là ông đói rồi, hai ban đầu đã hồi phục rồi. Cho nên mình phải tẩm bổ lại, phải uống nước, rồi uống trà gừng này kia. Còn có vã mồ hôi, xuất mồ hôi ra đó, nó cũng là cái hiện tượng hết sức bình thường. Tại vì sao? Có nhiều khi mình cứ uống thuốc sốt hoài á, sốt hoài tới hồi nó không sốt thì nó phải xuất mồ hôi ra, xuất nó ra thì mình nó bù nước lại thôi. Chứ còn cái hiện tượng xuất mồ hôi mà lạnh á, nó cũng giống như hồi xưa mình bị cảm thôi, sau cảm mình vã mồ hôi thôi. Thì đó là những cái mà cái quy trình của mình á, quy trình của mình á là mình sẽ cảm nhận nó như vậy. Thì thường thường tôi chưa có thấy ai mà tới ngày thứ 14 mà rên như bọng đó,
chỉ có là hơi ho thắt họng thôi, mà nó cũng phơi phới rồi. Hay mình cố gắng làm sao mình giữ như vậy, hay mình giữ như vậy. Còn mình là một cái người thí dụ như là mình vô trong cái bệnh viện rồi, đúng không? Mình khỏe là mình đi về, mình mới suy nghĩ là chết mồ có lai dai không? À, thì mình phải coi cái tờ xét nghiệm của mình này. Cái tờ xét nghiệm nếu mà ta nói là CT trên 30 thì mình phải làm hai lần xét nghiệm. À, dù 3 ngày sau mình làm một phát âm tính, à, 7 ngày sau mình làm một phát nữa âm tính, thì mình sẽ mang khẩu trang thêm 7 ngày nữa cho tới an toàn. À, còn nếu mà mình về ta nói âm tính rồi thì mình làm thêm một cái test nhanh vào lúc ngày thứ 7, hoặc là mình không cần làm nhưng mà đem khẩu trang 7 ngày nữa, thì lúc đó mình mới cảm giác là an toàn được. Chứ thật sự ra khi nó âm á, thì gần như nó không có lây, nhưng mà cái nỗi ám ảnh của mình á, có thể là mình lo thì thôi mang khẩu trang nha. Tại vì cái người bệnh mang khẩu trang rất là quan trọng. Tại vì khi người ta mang khẩu trang là tất cả nó cản lại hết ha, cái vùng mũi họng nó cản lại hết, nó không có lây ra. Thì cái đó là cái quá trình chúng ta làm, phải chấp nhận trong cái cuộc chiến này nó như vậy ha. Chấp nhận cuộc chiến này nó như vậy. Bây giờ mình bàn tiếp ha. Bàn tiếp cái vấn đề thứ hai á. Bây giờ hàng xóm của mình có một người F0, đúng chưa? Nhà đối diện của mình có một người F0. Tôi thấy các bạn tương đối là ích kỷ, tương đối là ích kỷ. Mình cứ chăm chăm vào nhà người ta, trong khi mình không biết được có thể là một ngày nào đó gần lắm mình cũng là F0. À, mình phải thông cảm với người ta là F0 không ai muốn cả. Tới bây giờ không có ai muốn mình là F0 cả. Và người ta đi ra ngoài, người ta sinh hoạt làm việc rất là bình thường, người ta vẫn là F0. À, chứ không phải mình nghĩ F0 bây giờ là người ta lo lắng gì, tại người ta nhẫn nhơ gì, không phải đâu. Người ta cũng có ý thức phòng ngừa đó, nhưng mà có một lúc nào đó lơ là thì nó trở thành F0. À, cho nên mình đừng có nhìn qua căn nhà người ta như là một cái tội đồ. À, mà tôi nghe điều đó nhiều lắm. Các bạn phản ánh cho tôi thì tôi thấy là không cần thiết làm như vậy. À, rồi mình cũng sẽ một lúc nào đó mình sẽ là F0 thôi. À, nhưng mà người ta ích kỷ vậy nè. Nếu mình chưa là F0 thì mình muốn cái nhà nó đi chỗ khác đi, bởi vì họ là F0. Nhưng khi mình là F0 thì nói thôi cho tôi ở nhà đi. Điều đó là không công bằng. Điều đó không công bằng. Cái chuẩn ở lại hay là cái chuẩn đi á, nếu mình có điều kiện thì tôi thấy ở nhà là tốt nhất. À, còn nếu mình ở nhà, nếu mình ở nhà, nhà mình không phải F0, mình đứng qua nhà người ta chơi, đúng không? Theo tôi thấy, mình biết người ta F0, mình phòng ngừa mới tốt. Còn mình chưa biết người ta F0 thì mình mới không phòng ngừa. Thành ra người ta không kể người ta, đúng không? Đấy. Như tôi làm về nhiễm đi, rất lớn bệnh nhiễm, tại vì tôi biết cái người này là bệnh nhiễm rồi, thành tôi phòng ngừa. Còn cái người mà không biết bệnh nhiễm thì mới dễ bệnh nhiễm, tại vì người ta không biết, người ta đâm đầu vô ha. Cho nên mình thấy người ta F0 là mình cứ tự phòng ngừa thôi ha. Còn người ta đi ra ngoài thì có trách nhiệm của người ta, trách nhiệm tổ dân phố. Mình không gọi được người ta đi cách ly đúng thì mình chỉ có trách nhiệm gọi phường thôi, chứ mình than thân trách phận không làm gì được. Tại vì không thể nào người ta đâm vào vô nhà mình để lây cho mình mà mình không biết, đúng không? Nếu các bạn sợ nữa thì cứ để cái máy quạt thổi ra ngoài ha. Cứ để máy quạt thổi ra ngoài, thế thôi. Chứ mà đừng có dèm pha người ta là tại sao phải lây cho người khác. Tại vì cũng có thể là mình lây từ nguồn khác chứ không phải nguồn đó đâu. Thành ra nếu mình thấy người ta F0, mình đừng có quá bực bội. Khi người ta không có hợp tác thì kệ người ta, nói chung mình đừng có ràng mà chờ. À, còn với mình đi ra ngoài á, thì mình mang đủ khẩu trang, những cái giọt bắn. Rồi mình thấy người ta đi lạng tới là mình dạy được khác mình đi, không vô nhà, đúng không? Đó, mình thấy cái cách đó thôi, chứ mình đừng có quá sức là mình đánh giá thế này thế kia. Tại vì mình chê chắc người ta mệt cái đầu mình thêm, chả được cái gì hết. Tại vì hồn mai nó giữ rồi, cho tới bây giờ là trong hẻm mà có bệnh thì hồn mai nó giữ, chứ đừng có chê chắc cái này cái kia nó mệt á nha. Thì cái đó là cái cách là mình kỳ thị, hoặc là mình coi cái người đó như là cái gì thì giờ không quan trọng nữa. Tại vì bây giờ nó nhiều lắm nha. Có rất là nhiều người đi vô bệnh viện đâu có gì đâu ha, sinh học bình thường, nhưng mà thử ra dương tính rất là bình thường. Rồi vô trong khu cách ly đó, rất là nhiều người giống mình, rất là người giống người đó. Thành ra mình đừng có suy nghĩ gì về cái chuyện là hàng xóm mình không may là F0. Đúng ra mình phải nâng tinh thần của người ta lên. Và khi mình thấy người ta hồi phục mình phải mừng, đúng không?
chứ mình đừng có chê chấp làm gì, tại nó không có lợi gì đâu đó. Thì cái đó là cái chuyện mà như vậy ha. Bây giờ mình qua cái chuyện cuối cùng, cái chuyện thứ ba đó, thì tôi sẽ nói cho các bạn biết về cái chuyện là mình phải ủng hộ chích ngừa như thế nào nha. Ủng hộ chích ngừa như thế nào. Tôi không có muốn nói nhiều về cái loại vaccine nha, tại vì tôi là cái người chích hai mũi của Anh AstraZeneca nha. Thì tôi không có bàn gì cái vaccine gì hết nha. Vaccine của ai thì cái dịp khác tôi không nói ra được nha. Thì thứ nhất á, cái cơ hội chích ngừa đối với người lớn tuổi hiện nay vô cùng quan trọng nha. Trẻ chích thì cũng được đi, nhưng mình lớn tuổi là phải chích. Càng bệnh nền là càng phải chích nha. Càng bệnh nền là càng phải chích, chúng ta nhớ cái đó nha. Mình đang chích ngừa ở đây mình sợ cái gì? Nha. Người ta hỏi tôi nhiều nhất là dị ứng có chích không? Tôi nói các bạn nghe nha, dị ứng cỡ nào thì không chích. Tôi nói các bạn nghe nha. Một đứa nhỏ sơ sinh đẻ ra hay là 5-6 tháng, nó chích rất là nhiều loại vaccine. Có một loại nó bị sốc phản vệ nhưng nó được cứu sống. Tất cả những loại khác đều phải chích cho nó. Thì tại sao có cái chuyện là mình uống thuốc này thuốc kia, mình chích thuốc này thuốc kia, mình bị dị ứng mà lại không chích vaccine? Đằng này một cái đứa nhỏ nó đã từng chích vaccine khác mà nó bị dị ứng tới cái mức sốc phản vệ luôn, nhưng sau đó người ta chỉ không chích vaccine đó thôi, chứ tất cả các vaccine khác đều phải được chích. Cái nhầm vaccine khác đã bị dị ứng, người ta vẫn khuyên chích vaccine, đúng không? Nếu nó không phải là vaccine cũ thì tại sao những cái chuyện mà mình nghe cái này thế kia mình lại từ chối là không đúng, đúng chưa? Đó, điều rất là đơn giản, đúng không? Vaccine hay vaccine mà ta không chích thì tại sao đồ ăn diễn thường thường mình không chích? Thuốc Repto, Cipeni, tại cái thuốc đó rất là kinh điển ha. Con ông chích tại sao mình lại từ chối người ta là thế nào, đúng không? Cho thế nào, chẳng qua mình không thấy được cái sự cần thiết. Chứ con nít nó dị ứng thì bắt buộc phải chích cái khác cho nó chứ, tại sao mình lại không chích? Đó. Thì tất cả những cái đó chúng ta sẽ suy nghĩ đi nha. Trong nhà mình có cái gì, có cái chuyện gì mang tính dị ứng, thì mình suy nghĩ về cái chuyện mà đã trị ứng vaccine mà vẫn chích vaccine khác, thì các bạn tự suy nghĩ ha. Cái thứ hai là các bạn nói là bệnh nền, uống nhiều thứ thuốc quá thì có nên chích ngừa hay không? Thì tôi nói là phải chích, tại vì càng uống thuốc nhiều chứng tỏ là rất là dễ bị bệnh nặng khi bị Covid, cho nên càng phải chích. Thứ ba là gì? Tất cả các thuốc mình uống nó có đụng với vaccine này không? Nó có đụng gì đâu? Nó đâu có ra cái gì đâu mà tự nhiên mình tưởng tượng là bây giờ uống thuốc bú cổ vô nó đụng với vaccine, rồi đang uống kháng sinh vô đụng vaccine, rồi đang uống tim mạch vô đụng vaccine, không hề có đụng gì cả. Cái người khám sàng lọc á, người ta không hiểu á, kháng sinh mà có làm gì được cái vaccine nó đâu mà sợ. Chỉ có cái thuốc ức chế miễn dịch nặng thôi thì mình mới bàn tới cái việc là nó có thể thấy tí thôi. Còn có cái gì đâu mà phải tính toán thuốc làm gì. Thứ hai là tôi thấy rất là lạ, mà có rất là nhiều người khuyên chích xong về ngưng cái này, ngưng cái kia, ngưng cái nọ. Nó có đạt cái gì đâu, chả có là cái gì đâu. Tại sao phải ngưng ăn trứng đó. Tại sao phải ngưng thuốc lá, cái gì đâu. Người ta nghiện cho người ta hút chứ, bây giờ kêu người ta cai rồi làm sao được ha. Để đương nhiên mình giảm xuống thì nó tốt, còn uống 1-2 cốc bia thì có là cái gì đâu. Người ta chỉ khuyên mình như vậy là gì, chứ mình uống bia mình có ăn uống gì vô thì mất công nổi mày đây. Mình tự nghĩ lung tung, mà tôi nghĩ chích về nó còn nổi mày đây, chả có gì lạ, chả có gì lạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái phần như vậy ha. Hy vọng là các bạn đừng có hỏi hoài những cái chuyện là gì cho con bú chích được không, tiền căn dưỡng thuốc này chích được không, em đang uống thuốc viêm gan siêu B có chích được không, em là bệnh nhiều mẹ em nhiều bệnh mãn tính nó chích được không. Chả có gì là đặc biệt hết.
ở nước ngoài nó không có làm gì đâu, nó chả có đo huyết áp, chả có đếm mạch nó khỉ gì đó. Nhưng mà có tình huống này người ta bắt mình phải làm, tôi chỉ ha. Nhưng mà các bạn mà đi ra mặt mình nhanh á, mình nhắm mắt lại, ấn hai cái nhãn cầu này, ha. Ấn chừng vài nhịp thôi là tự nhiên mạch nó xuống, ha. Tại vì nó phản xạ mà. Thứ hai là mạch mình chậm đúng không? Huyết áp mình thấp đâu, sợ tâm chích đâu, đi tới luôn, tới luôn nó mạch lên. Đó. Còn nếu huyết áp cao, mang thuốc theo, mang cái đồ quay đeo đo theo, uống thuốc vô đo xong đưa cho người ta, đây là tôi mới đo tức thì nè, thì như vậy mình mới tự tin được để mình đạt được cái chuyện chích ngừa. Tại theo tôi thì cái cơ hội chích ngừa bây giờ hết sức là quan trọng, chỉ có chích ngừa xong thì mình mới làm được thôi. Và chích về cái phần mà trong cái bài game tôi nói rồi, nhưng mà bây giờ nó xuất hiện là mấy cái này, xuất hiện năm nay tôi mới nói. Các bạn hồi xưa đó, khi mà AstraZeneca đó, mà khi mà chưa có Pfizer với lại Moderna đó, có người nhắn tin cho tôi là nói sao biết không, tôi với bác sĩ là phải nói chuyện với nhau trên mạng nha, tại sao AstraZeneca nó xấu như vậy mà bác sĩ chích, mà tại sao xấu, nếu mà không xấu tại sao người ta nhập Pfizer về, nhập Moderna về. Bây giờ rất là nhiều người hỏi tôi chích vô nó hành quá bác ơi, chích vô Pfizer Moderna nó cũng hành dữ lắm, cũng đau bụng tùm lum lá, nó cũng có những cái vết bầm tùm lum lá nhiều lắm, cho nên mình chưa có chích thì mình đâu có hiểu được ha. Cái nào nó cũng có những cái tác dụng phụ vậy thôi, nó không có gì lạ đâu. Nhưng có một cái, nhưng có một cái làm các bạn hết sức là lo lắng, ví dụ như là mình nói chích vô nó đông máu đúng không, cái tự nhiên mình chích vô mình thấy cái vết bầm ở da nè, cái mình nói cái này đông đầu đông đầu đây nè. Cái đó không phải. Bản chất của cái vaccine này á, kể cả Moderna, kể cả Pfizer và kể cả là AstraZeneca, nó cũng có những cái vết bầm như vậy. Vết bầm nó không hoàn toàn liên quan tới đông máu, nó không liên quan gì cả. Vài bữa đó hết thôi ha. Thì bữa nào tôi chụp mớ hình nữa, tôi đưa lên cho coi ha. Rồi ai mà có bị xong mà nó hết á, đưa lên cho người ta coi ha. Tại vì cái lần trước á, những cái đợt trước người ta thử máu rằng người ta không có thấy cái này liên quan gì hết ha. Thành ra các bạn thấy cái bầm bầm đó là do cái cơ địa của mình thôi ha. Rồi sau đó mình có thể thưởng thức nó hành như thế nào. Nhưng mà có những người á, hành có 1-2 ngày thôi, sau này tôi mới thấy là có những người hành đi chang vậy mà hết nửa tháng nó mới hết, nó cũng gai nó kỳ á, nhưng mà cuối cùng nó cũng hết ha. Thành ra các bạn đừng có lo lắng lắm khi mà chích vô cái mình nổi miền đây ha, nó sẽ tự nhiên chỗ này nó hơi bầm bầm ha, chỗ này chút kia nó hơi bầm bầm ha, thì tất cả những cái đó mình cảm nhận và nó tự hết ha. Sáng giờ tôi là cũng mấy cuộc là xong. Tôi chích Pfizer đau bụng quá bác sĩ ơi, sao nó đau bụng nó tiêu chảy, nó bụng tiêu chảy thì cứ uống thuốc thôi có gì đâu, tại vì người này người khác ha. Mà cơ hội chích người rất là quan trọng, ví dụ mình thấy một người đó bị như vậy thì mình đừng có lo lắng lắm, mà mình có bị cũng đâu có sao đâu, tại vì nó cũng sẽ hết thôi ha, nó cũng sẽ hết thôi. Mà chích người bây giờ rất là quan trọng, thành ra mình đừng có suy nghĩ là sao tôi khác người ta ha. Tôi thì quan điểm khác, tôi quan điểm là trước khi chích người là tôi cảm nhận là bây giờ mình về mình căng coi mình cảm nhận được hết cái này không, mình mốt mình so sánh với người kia, thì ra cái thằng này á, tướng nó vậy mà nó ngon, tướng nghiệm mà nó cũng hành te tua luôn, con đứa này ốm yếu mà nó không phải, nó không có hành, cho nên mình thấy cái điều đó là một cái điều thú vị, giống như là mình uống cà phê nó có đắng không, cũng đắng mà sao vẫn uống đúng không, thức khuya coi phim nó có mệt không, có, nhưng mà sao mình cũng thức vậy đúng không, đó coi đá banh nó có mệt không, có, nhưng mà mình thưởng thức, thì thành ra mình cứ nghĩ cái hành đó mình cứ thưởng thức đi. Là mình biết được là nó chích vaccine nó như vậy đó, để mình cũng hiểu được là con đích khi nó chích vaccine nó cũng hành chút rồi đó, nhưng mà cái tâm hồn nó khác, thành ra nó không có rên rỉ như mình ha. Thành ra cái chuyện chích vaccine đó các bạn đừng có lo lắng lắm ha. Để đương nhiên có những người tới cái mức khó chịu thì mình có thể bệnh viện ha, khó chịu đến bệnh viện. Thì đó là bữa nay tôi muốn nói một cái dòng dòng như vậy đó ha, dòng dòng như vậy đó. Bây giờ tôi sẽ trả lời một số câu hỏi rồi tôi sẽ kết luận lại ha. Đây nè, có một người nói nè, em chích Moderna vô bây giờ đau đầu kinh khủng, một buổi chiều uống thuốc vì giảm đau đúng không, thấy chưa, hồi xưa là mình đòi vaccine Moderna đúng không, bây giờ có Moderna rồi chích cho nó đau đầu cái gì mà không có được. Thì cái đau đầu này đó, thứ nhất mình đi đo huyết áp đi ha, nếu không có cao huyết áp cứ uống thuốc bình thường giảm đau, thường thường người ta uống ibuprofen ha, chứ ít ai mà uống
paracetamol lắm, nhưng mà nó có cái loại paracetamol mà nó cộng thêm codeine á thì nó sẽ giảm đau nhiều hơn đó, thấm đòn ha. Hồi xưa thì đòi đủ thứ. Và lúc 6 tháng đi chích ở quận 12, đau huyết áp 120. Bác sợ gì nó lúc trước là nó. Vậy là sai rồi. Huyết áp không cho chích là phải trên 140. Nhớ nha. Còn 120 thì kệ người ta. Kệ người ta, phải chích cho người ta chứ. Bác sĩ này tưởng tượng nhiều quá. Cho nên các bạn mà chích mình lỡ cao huyết áp á, ngày mai ra lại. Nhưng mà lại theo tôi chỉ á ha, cầm theo viên thuốc thì sao sao đó. Đó. Hoặc là tôi em ra đây chút quay lại. Có người nói, có người quen với tôi á, ông anh ruột tôi đó là đi 5 lần, tôi phải chỉ 5 lần mới chích được á. Cái đợt trước luôn à. Nghĩa là đi ra đi gì đó về hoài, cuối cùng ổng mang thuốc theo, ổng ngồi trong phòng á, ổng uống xong, đo thấp rồi mới xuống chích. Đó. Mình phải cố gắng làm sao để mình đạt được cái chuyện chích ngừa chứ. Còn F0 á, thì nãy tôi nói đầu giờ rồi ha, thì các bạn cứ đi vô trong cái trang mà cái trang fanpage Trương Hữu Khanh á nha, tại vì lúc trước tôi cũng muốn đặt tên nhưng mà nó không cho, nó nói đặt cái tên hỗ trợ gì, nó không cho, nó kêu qua đặt tên mình nè. Sáng chích mà hồi tới giờ con ngủ không được, thì mình tìm hiểu coi mình ngủ không được là do cái gì, do mình căng thẳng hay là mình không ngủ được, thì mình cứ uống những cái loại siro thông thường để cho nó ngủ, thuốc ngủ thường thôi ha, đừng căng thẳng lắm. Đón nhận ở đây tuổi theo tôi thì cũng nên chích cho bà cụ ha, chích bà cụ thì mình mang cái xe theo, mình đẩy bà cụ ra, tại vì nếu mình không chích cho bà cụ á thì mình phải giữ bà cụ thật là tốt, và mình phải chích tất cả những người khác trong gia đình đủ 2 mũi mới là quan trọng được. Mới chích chiều nay tới giờ chỉ mỏi vai chưa? Chưa. Từ từ mới chích chiều nay thì giờ này là mới có 4 tiếng chưa đâu, chưa có thưởng thức được, cũng có thể là rất là hên là nó cũng chả sao, nhưng mà chưa thưởng thức đâu. Thưởng thức phải 12 tiếng sau nó mới có chuyện. Đó thì đó, có người là mà dị ứng, tôi nói chích đó, chích rất là nhẹ nhàng. Tôi kể luôn nha, kể luôn, tôi có đứa học trò nó làm ở trên Colombia, nó nói sao hồi chích Astra, nó nói là điện thoại nó, thầy ơi em sợ quá. Hỏi sao sợ? Nó nói là em dị ứng với ethanol, mà trong nó có ethanol là rượu á. Em sợ quá, em uống những cái đó, em uống chích vô cái em xỉu luôn. Nó chích đi. Nó thôi vậy em chích xong nằm lại bệnh viện, nó chích đi. Nó nằm hồi nó chán quá, chích xong nó chán quá, nó nằm thấy không thấy gì, chán quá. Nó thôi đi về. Nó cuối cùng đâu thấy gì đâu. Thành ra mình tưởng tượng nhiều đó, chứ mình không có, mình đừng không có tưởng tượng nhiều là chích à. Không thì thường thường á, có câu hỏi là chích Moderna đó thì 4-5 tuần sau mà không có vaccine thì sao, thì nó có thể từ 4-5 tuần tới 8 tuần tới 12 tuần. Thường thường thì người ta chích Moderna thì người nào chích mũi nào thì người ta sẽ tìm cách chích đúng cái mũi đó, còn nếu không có thì mình chích trộn. Hết sức bình tĩnh, chích một mũi là mừng lắm rồi. Tôi nói thiệt á, là tôi chích 2 mũi chứ bà xã tôi là mới chích hôm qua thôi đó, chích hôm thứ bảy rồi. Người ta tưởng là cái ông Khanh này thì ông sẽ quy động cái gì đó để cho người thân chích, tôi không có thói quen đó nha. Từ từ là kêu từ từ nó tới thì nó tới, thì cuối cùng là bệnh viện có chích cho nhân viên, cho người nhà nhân viên. Sắp tới đây thì nhiều vaccine thì nó cũng đỡ. Đó, mạnh dạn đi chích đi nha, người lớn quan trọng lắm á. Tôi nói thật á, tôi có nói với một số nhà quản lý, tôi nói là nếu không chích hết cho người lớn là người nguy cơ thì đừng có bàn chích đại trà bằng vaccine này vaccine kia, đừng có bàn. Phải bảo vệ đầu tiên cho những người đó trước,
còn hãy bàn cách chức như thế nào, chứ mình không bảo vệ cho người đó mình đừng có bàn lung tung làm gì cho nó mệt. Thì có đủ vaccine chích hơn những người đó thì mới tính. Gia đình F0 cách ly 14 ngày. Nếu mà cách ly cả gia đình thôi mình làm cách nhanh đi, tại vì PCR khó làm lắm ha, mà PCR thì làm đơn nó mắc tiền hơn nhiều là so với test nhanh ha. Tự làm test nhanh đi 14 ngày đi làm test nhanh cho cả nhà xong rồi chuẩn bị mở tiệc ăn mừng ha. Tiêm hai mũi cách nhau bao lâu? Thì cái này tôi cũng nói nhiều lần rồi ha. Người ta nói từ 4 tới 12 tuần. Còn 8 tới 12 tuần á là do khả năng là không đủ vaccine, và người ta nghiên cứu thấy như vậy á, thì nó tốt hơn, nhưng mà cũng không tốt hơn nhiều đâu. Hai cái quan trọng là mình đạt được cái nguồn vaccine, mình phải công bằng những người chưa chích. Mình có cơ hội thì mình chích, còn không có thì mình chờ. Đó, biết chắc có 8 tuần thì mình chờ. Bác sĩ cho em hỏi dị ứng như kháng sinh cefalexin chích ngừa được không? Như nãy tôi nói đó, chích uống ván vô mà dị ứng á, cũng phải chích vaccine khác, đúng chưa? Đó, có cái gì đâu, chích vaccine khác dị ứng mà con nít nó còn phải chích mà, sao mình từ bỏ nó được? Hàng xóm bên con không covid mà còn thấy sợ dùng, đang test mà hàng xóm chạy ra ngó người ta ham vui, ham vui thì chết á, ham vui mới đâm đầu vô coi tùm lum tùm la. À, mình mang một khẩu trang y tế mình thấy hở hai bên đúng không, thấy hở hai bên đó thì nó có cái phương pháp là cột lại, cột hai cái đầu đó đó để đeo thì nó kín hơn, nhưng mà cái người nào cái mặt họ bự á thì cột lại như vậy á, thì nó không có kín, nó không có vừa ha. Còn người mặt nhỏ thì mình cột cho được vừa, nhưng mà có một cách đó là mình mang cái khẩu trang y tế bên trong, mình mang cái khẩu trang vải bên ngoài nó cực kỳ kín luôn, mà nó không đến nỗi nó quá ngộp đâu ha. Mình đừng có mang cái khẩu trang vải dày quá ha, thì lúc đó khẩu trang vải cộng hàng y tế xong là nó kín lắm. Bác nói tới F0 không triệu chứng. Không triệu chứng thì mừng có sao đâu. Không triệu chứng thì quá mừng đúng không? Tại vì có những người bệnh xong mà hết mà không biết luôn á. Đó, ví dụ tôi ví dụ nha. Trong nhà có 5 người bệnh đúng không? Có người thứ 6 đó không bệnh. Nói ông này hay thiệt ha. Ủa, ông này hay gì vậy? Sao? Bệnh hết sao không bệnh? Nhiều khi ổng là người bệnh đầu tiên á. Ông người đầu tiên lây cho mấy người kia luôn rồi. Thì ông bệnh hết bệnh là lấy cái gì nữa mà thử ra. Đó. Cho nên không có triệu chứng là mừng, mình chỉ cần làm xét nghiệm khi nào mình âm tính thì thôi. Để đương nhiên khi mình biết mình phải cách ly để mà mình đừng có lây thêm cho người khác. Rồi bây giờ có người hỏi là CT 21 là sao? CT 21 là sao? CT là cái gì nè? CT là cái vòng, cái chu kỳ á, một cái chu kỳ á. Khi mình bỏ vô cái máy nó làm PCR, nó sẽ chạy theo từng chu kỳ một. Nó chạy một vòng có virus không? Chưa thấy. Chạy thêm vòng nữa có virus không? Chưa thấy. Chạy thêm vòng nữa chưa không. Thì tới cái lúc mà nó có đó thì người ta đếm số vòng đó, người ta ghi cho mình ha. Thì thường thường chạy càng ít vòng mà dương tính nghĩa là virus có nhiều, thành ra mình chạy ít vòng thôi nó thấy rồi ha. Còn chạy càng nhiều vòng mới thấy virus, nghĩa là virus trong đó ít ha. Thì cái tính tương đối nó như vậy, nhưng mà cũng tương đối là chính xác chứ không nên nói xa. Thì người ta chia làm ba khúc thời nghiên cứu từ giờ phút. Thứ nhất á, là dưới 20, thứ hai là từ 20 tới 30, thứ ba là từ 30 trở lên ha, và đặc biệt là từ 33 trở lên. Người ta chia lại như vậy thì càng nhỏ nó càng lây dữ ha, càng nhỏ nó càng lây dữ. Còn cái người mà cái thể trạng người ta nguy cơ đó thì dưới 20 rất dễ bị nặng. Ví dụ cái người đó là béo phì tới mức dư cân béo phì ha, người đó là trên 65 tuổi ha, người đó có bệnh nền không ổn định ha, thì dưới 20 là nó dễ nặng hơn. Nhưng có người dưới 20 thì họ rất là bình thường, dù là họ có nguy cơ tại vì họ hết rất là nhanh ha. Thì có cái khoảng giữa là từ 20 tới 30 nó cũng chung. Nhưng mà hồi xưa đó, khi mình làm đó, thì cái số 22 trở lên nó khá là nhiều, nhưng bây giờ cái con virus này nè nó nhảy với người quá, thành ra
cái số mà dưới 20 nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy cũng bình thường nha. Cho nên mình thấy số đó mình hình dung được là nếu mình không phải yếu tố nguy cơ thì cậy mồ đó. Còn nếu yếu tố nguy cơ dưới 20 phải cẩn trọng, phải cẩn trọng. Còn nếu mà mình dưới 20 hay là dưới 30 thì mình lây nhiều hơn cho người khác. Còn người ta tính là nếu mà trên 30, đặc biệt là trên 33, là trên 33 nó không lây nổi á. Còn trên 30 với 33 thì nó rất ít lây. Cho nên mình thấy là trên 30 thì được đi về nhà, đi tại nhà mọi thứ á nha. Thì thường thường á nó thấp á là thử test nhanh nó ra. Còn nó cao á là thử test nhanh nó khó ra hơn. Thì test nhanh nó ít lây rồi, nó tùy cái độ nhạy rất nhanh. Thì đó là ý nghĩa nó vậy đó ha, đừng có quá lo lắng thì mình thấy con số đó. Đọc báo thì thấy là người mắc Covid đã tiêm ngừa cúm mùa thì nó cũng giảm được thôi, giảm phần nào thôi, chứ không phải là chỉ có tiêm ngừa Covid thì nó mới chắc ăn. Cái gì mà sau khi nhân bản cái gì đi ăn thì muốn là tôi làm thành mới gì đó, tôi cái này tôi chưa có học câu đầu đọc câu nữa chừng tôi. Còn nói sâu về vaccine thì nó mất thì giờ đó ha. Vaccine thì nó cái là như tôi cũng nói rồi sao á, vaccine thì bây giờ các bạn bác ơi, trẻ em hình như là bị Delta tấn công nhiều hơn trước. Không phải tại vì nhiều người bệnh quá mà lây cho con nít đó. Ví dụ ít người lớn bị thì khả năng con nít tiếp xúc người lớn ít hơn ha. Nhưng mà cũng lạ là hồi nãy tôi nói con nít phá như giặc chả thấy cái gì hết. Tại vì nhiều người bị thì sẽ tấn công con nít, cũng như là hồi xưa chúng ta thấy là những người trẻ bị không thôi ha. Nhưng mà tấn công vô cái người già thành ra mới có người tử vong. Nên tại là áp lực nó nặng nề cho cái ngành điều trị. Thành ra người trẻ là cái môi giới để đưa đi tùm lum tùm la. Suy tim độ 2, huyết áp thì càng nên chích. Bây giờ nhà có người bệnh đúng không? Nhà có người bệnh là bây giờ nhà có người bệnh mà bây giờ mình có 2-3 cái phòng á, mình sợ á, ví dụ mình 2-3 cái lầu á thì mình thổi vô cái phòng F0 ha, mình dùng cái quạt thổi vô phòng F0 thì nó không bay ra ngoài được, thì cái đó là cái tính tương đối thôi ha. Hoặc là mình ví dụ mình có 2-3 cái cầu thang đúng không, thì mình để cái quạt đó thổi lên cái hướng của cái người F0 như vậy thôi, chứ còn khả năng nó nhưng mà đi xuống là nó lây nha, đi xuống là cái tay chân của người đó là hết sức quan trọng đó. Còn mình người ta thổi gió ngược trực tiếp, mình mang khẩu trang thì không đến nổi, mà người ta thổi ra thì mình thổi ra lại, có cái gì đâu. Đừng căng thẳng lắm khi mà mình nói nó bay lơ lửng trong không khí. Có nhiều cái bài báo nó mắc cười lắm nha. Khí dung nó khác cái giọt bắn nha, có nghĩa là báo chí thì nó có hai nguồn ha. Cái nguồn nó khoái dọa người ta lắm. Khoái dọa cho sợ chơi vậy. Cái gì lây xa gì nên không khí thì số ca bệnh nặng có cả chết vậy. Có người thì có báo thì viết cho người ta an tâm. Bây giờ các bạn có sợ cỡ nào đi nữa cũng không thoát được cái là mình phải chấp nhận nó. Tôi nói thật nè, đón nhận nó, biết cách phòng ngừa, tham gia tiêm chủng để nó nước qua. Sáng tôi đọc cái bài báo này, cái gì khí dung nó bay được 5 mét, đúng rồi, khí dung mà khí dung là cái gì các chị biết không, là cái mà mình thở, mình thấy người ta hay chụp vô họng thở ra đó, thở nó xù lên đó. Tại vì khi mình thở như vậy á là cái giọt bắn nó sẽ chui vô cái khí dung đó, cái giọt bắn của cái người có virus đó nó chui vô khí dung, chui vô cái hạt khí dung đó, là cái hạt khí dung đó là nó khoái lắm, tại nó bọc bằng nước mà nó bay đi xa lắm. Thành ra trong trong y khoa người ta
nói về Covid là tao rất ít khi nào mà tao muốn xài khí dung, cần lắm thì cứu bệnh nhân là mới xài, tại nó lan ghê lắm, nó lan cho cái phòng nó ghê lắm, nó lây kiếp lắm, nó lây mà nó còn dính nữa. Nhưng mà mình đi ngoài đường mình tự nhiên có ông nào mà ông mang cái khí dung đi ra đường không, đúng không? Ông chỉ thở ra thôi chứ. Bây giờ mình bàn cái chuyện mà của nhà nước hay là tổ chức thế giới thì cách nhau 8-12 tuần, 8 tuần, 6 tuần thì cũng vậy thôi. Tôi nghĩ là nó cần là cần cái người được tiêm vaccine nhiều hay ít và cái người đã tham gia chống dịch xong. Tôi tiêm là có 5 tuần, 1 ngày, 2 ngày ra tôi không nhớ chính xác, nhưng mà tôi tiêm có 5 tuần mấy chứ mấy, đâu có tiêm lúc đó thì mình phải cần mà. Với lại cái thứ hai vaccine nó có mà lúc đó ai cũng nhát hết, ai cũng nhát không dám chích thì tôi có đi chích. Người ta nói từ khi có Covid thì không còn cảm cúm cảm lạnh nữa. Và có chứ, có chứ không có được. Con này giữ con cúm á, con cúm mà nó khống chế một phát là mấy con kia sẹp lép hết. Chứ còn cái con này thì có là cái gì đâu, nó vẫn có cảm chứ. Anh em đã test âm tính nhưng bây giờ nồng độ oxy trong máu 80-81. Cái này mình phải đi bệnh viện ha, và phải thở ha, và thở oxy. Có thể cái người này nó có cái cơ địa suyễn á ha, mình thở oxy mà mình tăng lên tới mức tối đa mà nó vẫn như vậy là phải đi bệnh viện. Bốn ngày hết sốt nhưng mất vị giác, hồi nãy tôi nói rồi ha, mất vị giác là mừng, mà đã nhiễm Covid là không chích ngừa nha, chích ngừa làm chi ha, chích ngừa làm chi, người nó phí thêm trả được cái gì đó, bình nhường cho người khác chứ. Cách ly về 14 ngày mà giờ 12 ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu gì thì mình đi thử test nhanh lại. Không có triệu chứng mà 18 ngày vẫn còn chưa hết thì hãy bình tĩnh xét nghiệm lại ha, xét nghiệm lại hết sức bình tĩnh. Đang bị thủy đậu á là phải chờ hết bệnh thủy đậu mới chích ngừa nha, đang bị thủy đậu đừng có chích. Xét nghiệm test nhanh dương tính thì mình cứ xét nghiệm lại thôi, đừng có hết sức bình tĩnh. Quan trọng là mình hết bệnh là được rồi. Mất khứu giác thì từ từ nó hết. Nói chung là mình test nhanh á, có những người người ta không có mất khứu giác. Chứ mình nói bây giờ, ủa sao lâu quá không mất khứu giác, tôi không làm test nhanh. Tại có người đâu có người có câu hỏi là bây giờ 9 ngày mà nó mất khứu giác thì test lại, thì test không test cũng vậy à. Mình đừng cứ chờ khứu giác hay không khứu giác, mình cứ test thôi. Thôi chắc là được rồi ha. Nhìn chung mấy câu hỏi thì cũng là mấy câu hỏi mà các bạn hay gửi cho tôi trong cái tin nhắn thôi. Phải nói là kinh khủng thiệt á, kinh khủng thiệt. Cái đợt này tối ngày sáng đêm mình cầm cái máy iPad mà trả lời tin nhắn không à, ngày có 500 cái mà đã vậy còn thêm cái group Zalo rồi cái group này group kia rồi. Tối ngày xong quần nhiều khi có một số người thấy tại sao tôi không có trả lời được, là tại vì nó đọc được không trả lời được ha. Nhiều khi gấp thì tôi cũng gọi Messenger luôn, nhưng mà rồi điện thoại thì tôi lừa ha. Thành ra nói tóm lại là bây giờ vậy nè, chúng ta không có cách nào khác hết, chúng ta phải cảm nhận nó, trải qua nó để rồi chúng ta vượt qua nó ha. Chúng ta có thanh than thân trách phận là vì bây giờ sao bệnh đông quá, sao có người tử vong mà đương nhiên là buồn ha. Tử vong trong một cái xóm có thể rất là nhiều,
hoặc có thể là người quen của mình, có thể là người thân của mình trải qua một cái cuộc rồi thập tử nhất sinh rồi được trở về với cuộc sống, hoặc là sẽ không trở về cuộc sống nữa, thì cái điều đó là mình phải cảm nhận thôi, không có thay đổi được. Và với cái cảm nhận đó thì chúng ta hiểu là đa số nó sẽ tự khỏi. Cố gắng làm sao bình tĩnh để vượt qua cái đó. Thông thường nó chỉ từ 7, 8, 10, 12 ngày thôi. Rồi tất cả nó sẽ hòa nhập trở lại. Cố gắng làm sao, nếu mình là một người trụ cột trong gia đình mà cả nhà cùng bị á, thì phải tỏ ra vững chãi để nâng cái tinh thần của những người khác lên, để cùng nhau trợ giúp nhau để vượt qua khi cả nhà mình là F0. Và đa số cả nhà F0 đều hồi phục hết. Đừng quá lo lắng về những cái đứa nhỏ, tại vì mình lo nó lo thêm, tại đứa nhỏ nó chả có gì cái gì hết. Cố gắng như vậy, và cố gắng làm sao khuyên người lớn tuổi đi chích ngừa. Khuyên người lớn tuổi đi chích ngừa, còn mình có cơ hội mình phải chích ngừa, nhưng mà phải khuyên người lớn tuổi trong nhà. Cho tới hiện nay tôi biết có rất là nhiều người lớn tuổi mà rất là ngại ngùng thì chích ngừa, hay cố gắng chích ngừa, tại vì chích ngừa lúc đó đó thì người nhỏ mới an tâm đi làm việc. Chứ còn trong nhà mình có người lớn mà chưa được chích ngừa thì cái người nhỏ nó rất là khó đi làm việc ra ngoài, và cả xã hội cũng rất khó là hoạt động được, tại vì cái người lớn mà bệnh á là lãnh lặng lắm. Cho thành ra cố gắng làm sao các bạn khuyến khích cho người lớn đi chích ngừa. Không có gì cản chích ngừa hết á, tất cả những cái yếu ớt được thuốc này thuốc kia là phản ứng này phản ứng kia các bạn chích đi, và sau đó các bạn sẽ cảm nhận được là nó rất là có lợi. Cả thế giới người ta đã làm như vậy rồi, cả thế giới làm như vậy rồi, nhờ có chích ngừa mà mấy nước khác đã hồi phục kinh tế. Bây giờ kinh tế cũng kiệt quệ rồi, nếu mà các bạn không phụ thêm nữa thì cũng không biết là tới đâu mà đó. Còn về tương lai như thế nào, nếu mình chích ngừa tốt á, tôi rất là mừng khi những cái tỉnh mà mới bị sơ sơ đó, thí dụ ngày mấy chục ca, trăm mấy chục ca mà chích ngừa được thì rất là tốt. Thì mong sao chúng ta có đủ vaccine, và khi Việt Nam mà chế được vaccine thì mọi việc nó sẽ ổn định. Rất là mừng là Hà Nội không có đến nỗi quá mức. Nhưng nếu mà mình lơ là trong cái việc giãn cách, mình không chích ngừa kịp là nó trả giá rất là lớn. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi hy vọng hết tháng 8. Hết tháng 8. Nhưng cái điều đó bắt buộc chúng ta phải tham gia. Tôi rất là sợ sau cái hết tháng 8 này nè, cái tốc độ chích ngừa và người tham gia chích ngừa nó sẽ chững lại. Và nếu nó chững lại, nó sẽ giống như bên Mỹ, ai không chích ngừa sẽ lãnh đòn. Ai không chích ngừa sẽ lãnh đòn. Cho nên mình cố gắng làm sao mình kêu gọi người dân tham gia chích ngừa cho nó tốt. Có lẽ đương nhiên là người nào mà làm chích ngừa đó thì phải đám làm sao để chích được cho hết cho dân, có cơ hội là cho người ta chích liền. Rồi, kết thúc nha. Chào mọi người, hy vọng là mình chắc nhiều đầy đủ. Vì lại, đáng lẽ tôi không livestream tối nay đâu, tại vì sau khi mà tôi nhắn tin là tôi cũng rất là khỏe, nhưng mà vẫn có người nghi ngờ nói ông Khánh này không xuất hiện, không tin ông khỏe. Thì cũng hơi mắc cười thôi. Chào mọi người ha, chẳng qua là ta lo lắng cho tôi thôi.